Đà Phật. Bán hết hai Bồ Tát cũng phải đổi nghề luôn nha. A Di Đà Phật. Đúng không ạ? Ta thấy ế ta mua giùm. A Di Đà Phật. À, hôm nay đầy đủ nhân viên A Di Đà Phật chúng con kính thưa quý thầy, quý cô, quý sư phụ, quý huynh đệ đồng tu tỷ muội. Và tất cả chúng sanh hữu duyên, hôm nay đầy đủ nhân viên thì chúng con có nhận của gia đình của Phật tử Trần Thị Hậu. Phật tử Trần Thị Hậu sinh năm 1961. Tuổi Sửu nương nhờ công đức cầu an và hướng cho Phật tử Hậu đang điều trị tại bệnh viện Y Dược Biên Hòa, thân tâm được an lạc, tật bệnh tiêu trừ, quan gia trái chủ được giải kết, phước thọ vĩnh cương nên gì đó. Hồi hướng cho quý vị nha, nhận của quý vị số tiền có gửi thì chúng con đi phóng sanh cho quý vị. Đi mua đi, mua đi, anh đi đâu? Được, được, ớt thì mình thả vô lục bình, vô cỏ, vô bụi dừa được, anh đi đâu? Cho phép chúng con đi phóng sanh, phóng sanh giùm cho Phật tử Trần Thị Hậu sinh năm 1961, tuổi 61, tuổi nương nhờ công đức cầu an này hồi hướng cho Phật tử Hậu đang điều trị tại bệnh viện Y Dược Biên Hòa, thân tâm được an lạc, tật bệnh được tiêu trừ, quan gia trái chủ được giải kết, phước thọ vĩnh sinh nên A Di Đà Phật. Chúng sanh quy Phật, chúng sanh quy Pháp, chúng sanh quy Tăng, chúng sanh quy Phật bất đọa địa ngục, chúng sanh quy Pháp bất đọa ngạ quỷ, chúng sanh quy Tăng bất đọa bằng sanh. Cắt giùm luôn A Di Đà Phật, ra ngoài mình sẽ cắt không được A Di Đà Phật. Chúng sanh quy Phật, chúng sanh quy Pháp, chúng sanh quy Tăng, chúng sanh quy Phật bất đọa địa ngục, chúng sanh quy Pháp bất đọa ngạ quỷ, chúng sanh quy Tăng bất đọa bằng sanh. Chúng sanh sở tạo chưa ác nghiệp, do vô thủy tham sân si, cùng thân ngự ý chi sở sanh, nhất thiết chúng sanh dài sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói tất cả chúng sanh ở mười phương thế giới niệm A Di Đà Phật cho tới khi thành Phật thì đồng một pháp hiệu là Diệu Âm. Vì vậy kính nguyện tất cả chúng sanh khổ nạn đang có mặt tại nơi đây cùng tất cả những chúng sanh khổ nạn ở những tầng không gian, không gian khác, kính nguyện chư vị hướng về Tam Bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, họ phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh cực lạc. Ta bà là khỏi khổ cực lạc, nó là chỗ quay về. Xin hãy buông bỏ tất cả những phiền não, tham, sân, si, hợp phát tâm niệm Phật. Xin hãy niệm Phật, xin hãy niệm Phật, xin hãy niệm Phật. Nguyện đem công đức niệm Phật phóng sanh này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay có quý vị Bồ Tát này đi phóng sanh hồi hướng công đức cho mẹ chồng thì chúng con cũng xin phép hùng phương với lại quý vị Bồ Tát này. Quý vị có gửi cho con 300 ngàn á thì chúng con cũng phóng sanh luôn nha. Như đơn phục phóng sanh gồm có cá rô và ớt nha cả nhà. Như đơn phục nguyện cầu cho quốc thái dân an, thiên hạ thái bình và tất cả những quý Phật tử được chiêu trừ tật bệnh. Cảm ơn người thân đã làm công đức cho ông bà cha mẹ của chúng ta, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Rồi giờ cũng mời cả nhà ra sân lớn nha. Bến phà rất là lớn cả nhà, tràn ngập lên đường luôn cả nhà. Hôm nay đầy đủ nhân viên thì chúng con xin phép là đi phóng sanh. Gia đình của chị Cai Kim Thấm ở tại quận 8 có thả hết cái phần cá chê cho gia đình của bà Phật tử.
Trần Thị Hậu sinh năm 1961. Chữ sổ thì nay cũng con làm công đức chung gia đình hai đình nha. Gia đình của bà có gửi 300.000 và gia đình chịu chị Thắm thì cũng hùng phước vô thả cho bà là cho mẹ chồng của chị là chị Cây Kim Thắm ở quận 8 có hùng phước thả 10 thả tất cả là 170.000 cái cá rô với cả nhà. Còn cái phần mà ớt thì thả được 12 kg, 1 kg giá 50.000. Thì cũng đem công đức này hồi hướng cho gia đình của chị Cây Kim Thắm tại quận 8. Cũng như hồi hướng cho Phật tử Trần Thị Hậu sinh năm 1961. Được tuổi sửu 61 tuổi nên nhờ công đức cầu an hồi hướng cho Phật tử Hậu đã được trị bệnh tại bệnh viện Y Dược Biên Hòa, Thánh Tâm An Lạc tại bệnh viện Chợ. Gia đình của chị Cây Kim Thắm quận 8 được bình an vạn sự như ý, thân tâm khang thiện. Nay gì đã Phật, nay đầy đủ nhân viên thì chúng con xin phép ghi hình lại và gửi đến gia đình tấm lòng của người con hiếu thảo, của một người con dâu hiếu thảo với mẹ chồng, cũng như một người vợ cần trách nhiệm, cũng như một người mẹ đã lo lắng yêu thương các con và gia đình, hai gia đình quý Phật tử làm gương tốt cho những người Phật tử khác trong xã hội. Khi mình báo hiếu cho cha mẹ chỉ bằng cách tu nhân tích đức, đoạn ác tu thiện để làm công đức cho ông bà tổ tiên, thân bằng quyến thuộc, con cháu của chúng ta. Mỗi ngày là một việc tốt, lâu ngày dài tháng thì cái lu đó cũng đầy, kính thưa cả nhà. Đây là cả nhà. Hiện nay chúng con đang đi phóng sanh ở trên bến phà quận 8 Phú Định, thì có một cái gia đình này bán dừa trên miền sông nước cũng rất là đảm bảo vệ sinh môi trường nha cả nhà. Gia đình này bỏ tất cả những cái vỏ dừa vô một cái lưới và thả xuống sông. Khi đó thì họ sẽ kéo cái ghe đi và họ bỏ rác đúng nơi quy định, chứ không xả rác gây ô nhiễm dòng sông. Chúng ta cũng nên học tập những cái gương tốt như vậy. Khi chúng ta thả rác vào môi trường thì những cái môi trường nước này lâu dài để con cháu của chúng ta rất là khổ, không đảm bảo được sức khỏe. Chỗ cỏ và lục bình để thả cho hết số 12 kia ớt này cả nhà, hay gì đó của hai gia đình hay gì đó. Còn nước của nay rất là lớn nha cả nhà. Chúng ta phóng sanh xong thì chúng ta cũng nên dọn hết tất cả các rác lên nha cả nhà. Đừng xả dưới lòng sông vô những môi trường. A Di Đà Phật. Dạ, hôm nay thì chúng con đầy đủ nhân viên thì xin phép được thả ớt cho gia đình của chị Cây Kim Thắm, là gia đình của Phật tử Hậu. Ở đây có một cái rặng dừa nước rất là đẹp, mà tối quá cả nhà. Hy vọng là bước xuống đây không bị lún nha cả nhà. Cảnh ở đây tối quá, không biết. Bây giờ tranh thủ bỏ đi nha quý vị. Được. Ai gì đẹp rồi. Thôi con xin phép tắt máy để thả quý vị đó ra rộng rộng một chút cả nha. Dạ, gì đẹp Phật. Hôm nay đầy đủ nhân viên thì chúng con đã đến được một cái địa điểm rất lý tưởng. Xung quanh thì dừa nước rất bạc ngàn dạng bụi dừa nước. Và có rất là nhiều cỏ cả nhà. Ai gì đẹp Phật rất thuận lợi. Đây là cái địa điểm của khu vực quận 8 vẫn còn rất là quang sơ. Thì nay chúng con xin phép thả ớt cho hai gia đình, đó là gia đình của chị Cây Kim Thắm tại quận 8. Cầu cho gia đình bình an, thả cho mẹ chồng của chị mới vừa khỏi bệnh, cũng như là gia đình Trần Thị Hậu sinh năm 1961, tuổi sửu. Hai gia đình đã phát tâm làm đại ân nhân để cầu an hồi hướng cho gia đạo, cũng như cho chị Thắm thì cầu cho mẹ chồng của chị cũng như gia đình bình an. Còn hồi hướng cho Phật tử Hậu đang điều trị tại bệnh viện Y Dược Biên Hòa, thân tâm được an lạc, tật bệnh tiêu trừ, quan gia chế chủ được giải kết, phước thọ vĩnh khương ninh. A Di Đà Phật. Con cảm ơn quý ân nhân rất nhiều, cảm ơn mọi người đã không tiếc tiền bỏ tịnh tài tịnh vật để chuộc mạng chúng sanh. Cầu cho gia đạo quý vị tâm nghĩ sự thành bình an,
dạng sự như ý, kiết tường may mắn, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, cả nhà cũng quan hệ với chúng con. Thường thường là chúng con sẽ đến bờ sông và lập tức chúng con sẽ thả tất cả các chư vị Bồ Tát. Nếu như chúng con thả cua nè, rắn nè, ếch hay là ốc thì chúng con sẽ thả xác cỏ và lục bình, cũng như những cái loài như lươn là ốc, ếch, rắn, cua thì chúng con sẽ xác lục bình. Nên cả nhà thấy là chúng con sẽ thả liền, sau đó chúng con sẽ quy tâm bảo và hồi hướng. Chứ cũng còn không đợi đọc xong một cái bài hồi hướng dài khoảng 1-2 phút gì đó thì tất cả các chư vị Bồ Tát đó sẽ chết ngợp cả nhà. Thả xong rồi chúng con sẽ đọc, cả nhà cũng sẽ quan hỷ. Vì chúng con không muốn đọc xong rồi thả ra thì chắn cả bờ sông chết hết rồi, thì lúc đó chúng con không phải là phóng sanh giải cứu mà là sát sanh tạo ác nghiệp. A Di Đà Phật. Mong cả nhà cũng quan hỷ tha thứ nha. A Di Đà Phật. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Phóng sanh thì cũng rất là thuận tiện nha, kính thưa cả nhà. Ở đây cái trên cái cung đường là Lưu Hữu Phước. Cung đường Lưu Hữu Phước tại bến đò Hội Đồng cả nhà. A Di Đà Phật. Đây. Cả nhà thấy không ạ? Có cái bến đò rất là dễ thương. Bên đây có cỏ và lục bình, dừa nước rất là nhiều. Đây mọi người thấy là bến đò này rất là đơn sơ và nước tràn lên cả bờ sông như thế này, rất thuận lợi cho việc phóng sanh hay thật. Và có vé nữa nha, để chúng con quay vé báo lại cho cả nhà nha. Giá của bến đò cũng rất là rẻ đây cả nhà. Chúng ta đi phóng sanh ở đây thì rất là tuyệt vời luôn cả nhà. Bến đò thật là dễ thương. Đây là xung quanh có cỏ và lục bình rất nhiều nha cả nhà, có quả dừa nước nữa. Mọi người đi như vậy thì chúng ta đi đi bộ thì 1.000, còn đi xe khách và xe điện. Xe khách á ngồi xe trên 32.000, đi xe đạp thì 2.000, đi xe máy thì 3.000 cả nhà. Hàng hóa thì cứ trả thêm 2.000 một người. Rất thuận lợi cho việc đi phóng sanh, chỉ có khoảng 3.000 đồng mà chúng ta có thể phóng sanh được rồi cả nhà ơi. Ai gì đó không? Nhưng mà từ 5 giờ sáng đến 22 giờ tối thôi, kính thưa cả nhà. Anh Di Đà Phật, còn có một vài người xuống đò nữa cả nhà. Đây, có cả em bé nữa. Anh Di Đà Phật. Đây. Đây là bản nội quy của bến đò Ủy ban Nhân dân quận 8 nha cả nhà. Anh Di Đà Phật. Rồi, chúng ta... Đây là những cái bậc thềm. Không đứng gần đây rất là nguy hiểm nha cả nhà. Rồi, cảm ơn cả nhà rất nhiều. A Di Đà Phật. Xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể khán giả yêu thương. A Di Đà Phật. Hai vị Bồ Tát rất dễ thương nè. Con à, nè con có thương ông bà cha mẹ của con không? Ơi. Dạ có. Có thương không? Có. Dạ có. Nói nó. À nó hiền quá mà. Con về nhà hiếu thảo với ông bà cha mẹ nha con. Nha, A Di Đà Phật. Đi học nghe lời thầy cô giáo dạy nha. A Di Đà Phật. Đừng có đi với người lạ nha. Ai gì đây? Mời bắt đầu mời mốt gì mẹ đi học. Thật là hạnh phúc khi còn ông bà cha mẹ nha con. Ai gì đây? Dạ. Phải thương ông bà cha mẹ nha. Ai gì đây? Có chừng đau ông á nha con. Ai gì đây? Ông có muốn chia sẻ hay dặn dò gì con cháu mình không phải không? Ông có muốn chia sẻ hay dặn dò con cháu của mình không? Ai gì đây? Chỉ mong cho nó ngoan rồi. Dạ. Yeah. À. Nhưng mà chúng lớn rồi. Ôi dạ. À. Làm cha làm mẹ thì chỉ hy vọng con mình ngoan và không có bệnh tật. À, có sức khỏe là cha mẹ ông bà vui lòng rồi cả nhà. Chứ họ đâu có mong là họ con cháu đền ơn hay trả nghĩa gì đâu cả nhà. Chẳng mong con cháu nuôi lại mình. Úp Putin lên cây bút kìa. À gì đó. Ừ. Con có nhắn gửi gì với cha mẹ của con không? Ừ. Có nói không? Có nói không? À gì đó. Không dám nói ha. Hay gì đây. Nhưng mà nó có lanh á. Nó rất là coi ngô. Nó biết mà điều tại nên nó lúc này nó ít nói. Dạ, yeah, gì đó. Sau Tết tới giờ nó ít nói hơn hồi trong Tết nữa. Dạ. Yeah. Gia đình ông nha, dạng sự nhí. Hay gì đó. Cảm ơn ông cho gia đình ông rất nhiều ạ. Hay gì đó. Thầy ông giới thiệu cho chúng ta một cái địa điểm thả cá phóng sanh rất là lý tưởng đó nha. Rất mát mẻ, có nhiều cỏ cũng như là dừa nước xung quanh cái nhà. Anh Di Đà Phật. Con cảm ơn gia đình ông rất nhiều ạ. Hiện nay chúng ta đang đứng ghi hình tại cái ở đây là cái bến gần cái bến đò của Hội Đồng cái nhà. Nó có những cái ụ đất như thế này, nó rất là dễ xuống và xung quanh thì sông nước rất là đẹp. Ở đây nó giáp ranh rất là nhiều quận, với quận 6 và quận 8.
và quận này chạy ra và đại lộ Võ Văn Kiệt quận 5 luôn, kính thưa cả nhà. A Di Đà Phật. Tối quá rồi không thấy gì nữa, con cảm ơn cả nhà rất nhiều, xin phép dừng tại đây. A Di Đà Phật. Thật là hạnh phúc khi chúng ta còn ông bà cha mẹ cả nhà. Con còn cha mẹ gót đỏ như son, mất đi cha mẹ gót con lắm bùn. A Di Đà Phật. Từ bi trùm khắp pháp giới, thiện ý khắp nhân gian, lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp, lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài, lấy chân thành phát triển giao lưu, lấy chuyên tu cầu sanh cực lạc. A Di Đà Phật. Cả nhà thấy hiện nay chúng ta đang đứng ở cung đường Bình Đức và đường Lưu Hữu Phước, thì cái ngã này chúng ta sẽ đi thẳng vào đây, sẽ có những cái cung đường để phóng sanh rất là nhiều cỏ và lục bình cũng như là dừa nước nha cả nhà. A Di Đà Phật.